Ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá nhà của Hai Băng và anh Thành Đạt cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ chung ở đâu nhỉ? Wow, chung bên đây. Ôi chết cha, chết cha, anh em bấm lộn chung. Anh chết cha, em bấm lộn chung nhà bên kia. Ai vậy? Dạ, anh Đạt ơi. Ai vậy? Em ngồi bên trên. Đâu? Trời ơi, ngồi bên trên hả? Ôi, ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại nhà bè. Mọi người biết là Trâm đang lưu lạc ở đâu không? Trâm đang đi tìm nhà của một người gọi là bạn thân, rất thân của Trâm luôn, đã chơi 6-7 năm nay rồi. Và ngày hôm nay là đầu năm nên là mình sẽ qua thăm nhà của bạn mình. Mình có một cuộc hẹn ngày hôm nay. Wow. Đây, chắc chắn là đây nhà đây rồi. Đây, tại vì thôi Trâm bật mí luôn, là ngày hôm nay là Trâm sẽ khám phá nhà của Hải Băng, ca sĩ Hải Băng và anh Thành Đạt. Đó thì rất là nhiều khán giả sẽ bất ngờ, không biết là tại sao Trâm với lại Băng lại biết nhau này kia. Thật ra là hai đứa chơi thân với nhau rất là lâu và có một khoảng thời gian ở chung với nhau nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình rất là vui khi mà vợ của mình đã có một cái cơ ngơi rất là hoành tráng luôn. Đây. Đó. Wow. Và chưa hết đâu nha quý vị, Hải Băng còn có dàn siêu xe khủng luôn. Đây, dàn siêu xe khủng. Nhà chưa vô mình khám phá dàn siêu xe khủng trước đã. Ủa sao cái đầu này đó, cái siêu xe này của bà Băng mất tuổi vậy? Sao cái đầu này nó quay ngược cái đây ta? Đó, một chiếc siêu xe, cái này là chiếc Etila hả? Etila nè. Đây, một chiếc ba bánh, trời ơi. Rồi một chiếc này là nào giống xích lô quá hả? Rồi chiếc mô tô đó nè. Đó, rồi cái này là dành cho bé lớn trước là đầu bé Kem nè. Đó, và cuối cùng đây là cái chiếc nhỏ nhất dành cho bé cu coi nè. Đây. Trời ơi. Mới tới mà thấy dàn siêu xe nhà Băng là thấy ham rồi đó. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ vô nhà. Mình là cái người tới trễ trước đó quý vị. Và ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá nhà của Hai Băng và anh Thành Đạt cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ chung ở đâu nhỉ? Wow, chung bên đây. Ủa chết cha, chết cha, em bấm lộn chung. Ê chết cha, em bấm lộn chung nhà bên kia. Ai vậy? Dạ, anh Đạt ơi. Ai vậy? Em ngồi bên trên. Đâu? Trời ơi, ngồi bên trên hả? Ôi, anh biết liền không? Em bấm cái chuông nhà bên kia. Anh đánh là hướng chuông anh để bên đây, nhưng mà em bấm bên đây nó cũng vô chuông nhà anh nữa. Ủa sao anh thấy em có, anh thấy em có xong cái anh đang đóng cửa lại vậy? Thì anh cũng hơi sợ. Ủa dạ. Anh mang quà gì tới cho anh vậy? Dạ, anh Đạt. Ngày này lấy quà hả? Tết rồi lấy quà chứ. Quà quên đưa quà đây kỳ lắm, vô đem vô. Dạ, trời hello, chưa vợ yêu. Dạ trời. Hello tỷ, hello vui. Dạ dạ. Dạ Trâm à. Mọi người biết sao không? Em phải tới trễ đến khi mọi người làm xong hết rồi em chỉ việc em tới ăn thôi. Người mà nhà đẹp khó phụ không? Giờ tiên anh ngồi đặt nữa nha. Em hổ Trâm sợ quá hả? Em biết chơi vợ. Thưa quý vị, đây là vợ của mình, ca sĩ Hải Băng. Dạ xin chào mọi người, dạ lâu quá không gặp. Đây mới mọi người gặp mỗi ngày trên Facebook. Đây mình rất ngưỡng mộ cô ấy tham gia chương trình nha, như chớp mặn hơn muối. Trời. Luôn á. Không mà kiểu đâu trả lời còn giống như chen nhau hết sai hết luôn. Rồi luôn. Trả lời như chen vậy. Ủa đi hả? Lúc mà lúc mà coi á, em là em cắt nhiều khúc lắm. Em cắt. Ủa thì có hả? Dạ xoài qua quê à. Xoài. Nếu anh bà bấm xoài này không làm hình như xoài này hết rồi. Ở đầu hẻm em. Vậy là mỗi đi trễ là mình phải lấy xoài. Chứ làm gì mà ở ngoài quê làm gì mà xoài còn đòn đang. Để đâu là phải vàng này chứ. Dạ, cái này. À cái này siêu thị gần ở đây. Nó còn lạnh luôn. Còn lạnh. Đây, chở bò.
này chả bò của mẹ tính gửi vô. Này chả bò chết cha rồi. Ủa không phải bất lộn tục rồi. Ủa gì kì vậy? Thôi giấu giấu giấu. Dạ. Không có cái gì hết. Có quà quê là xoài với lại cái tỏi. Tỏi này là tỏi Lý Sơn rất là ngon. Đúng rồi. Đem qua tặng cho vợ. Rồi nghe không? Giấu này đi. Chết rồi. Bất lộn rồi, bất lộn. Đừng quay nữa trời. Không quay. Đó. Rồi. Ngày hôm nay là rất là vui, lần đầu tiên được tới nhà của Hải Băng và chúng ta sẽ cùng khám phá nhà của Băng nha. Trời ơi, nhà đẹp quá à. Nhà quê mà. Trời ơi, cái ghế massage nè. Này là ghế massage. Ê, cái này cái loa nè. Này cái loa này, cái này cái tivi nè quý vị. Trời ơi, đây là cái tivi gọi là cái màn hình nó cong. Màn hình cong đúng không? Ủa vợ sao vợ không dẫn chồng đi giới thiệu gì trơn mà vợ ngồi luôn vậy? Cái TV này nó dơ, phải nó nhỏ, nó vô quá, bây giờ lâu nó sạch. Thôi đây vợ, đừng. Đây, hồ cá. À. Đây là khu vực này, là khu vực rất là được thư giãn. À. Đây. Nhưng mà để như vậy có nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ không vợ? Không, tụi nó biết bơi hết mà. Đây. Đây. Cá coi. Ồ. Cá coi. À, với lại mình cũng lâu lâu, nói chung khi mở cửa là mình sẽ nói mấy nhỏ đúng không? Sợ nó ướt, kêu nó nhảy lên nó bơi một lần. Yeah. Kêu ạ. À, Băng là có ba bé, Băng có ba bé, bé Kim, bé Kiêu với lại Coi. Thôi, đường nhà bao nhiêu được? Cũng hồi hộp quá. Công nhận là lâu ngày rồi gặp lại anh Đạt vẫn vui tính như xưa. Hài hước dễ sợ. Dạ. Đây nè, mẹ của ba con nè, tóc tai con này bù xù rồi nè. Không sao hết. Ở nhà. À chưa giới thiệu nữa, xin giới thiệu với lại quý khán giả, đây là hội chị em bạn gì. Đây là tỷ của mình, còn đây là Moon của mình. Với lại Đăng nữa là 4 người. Hôm nay là cuộc hẹn này là có sắp đặt nha mọi người. Có sự sắp đặt rồi. Sắp đặt và đây tụi em chỉ nhìn tụi em thôi là biết là tụi em có sắp đặt. Ủa? Mày đứng lên mấy cái áo được. Sự sắp đặt giả chân luôn. Không phải, biết là mặt tí bị dớm rồi nhưng mà đứng lên thấy áo thôi chứ đâu thấy mặt đâu mà. Đây ạ. Đây, đây, đó là Trâm với lại Hải Băng với lại Muôn với tỷ chơi với nhau là cũng hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm rồi, đúng không bao giờ? 5 năm rồi. Tỷ lâu hơn, mày lâu hơn. Cái mối luân duyên là tỷ với Băng là chơi trước. Xong rồi cái từ Băng mà ra tỷ với lại Muôn. Rồi từ Băng mà ra tỷ với Trâm. Rồi bây giờ mà ngồi mà tính năm là ngồi mà tính năm cái là hết 20 phút luôn. 9 năm. Rồi lâu lắm, 5 năm là 8 năm, 5 năm là kẹt 3 này là 4 năm rồi, 8 9 năm rồi. 9 năm, còn là em với Băng là 5 6 năm. 6 năm. Không có bị nóng mộ rồi. Ông Đăng. Ông Đăng bắt dầu quá chứ. Trâm lấy đây. Từ từ phải hỏi Trâm cây này là cây gì đã. Anh Đạt có cây này cây gì? Không, anh hỏi em mà. Cây vừng. Cái gì? Cây vừng. Sai rồi, cái này là cây xoài. Nãy là anh xoài. Một lát anh sẽ gắn cái xoài lên đây. Thử ra vô ớt thì nó hợp chứ bự. Ủa này thương hả? Nè. Thấy chưa? Cháu. Lý luôn. Cảm này dễ sợ luôn trời. Quý vị cũng biết là anh Đạt là diễn viên rất là nổi tiếng mà bây giờ ảnh quá lầy. Bao nhiêu năm gặp anh vẫn lầy. Anh ơi, cho em xin phép lên lầu với vợ anh nha. Ủa này nãy em nói anh chứ mà. Đau đầu quá. Vô cao lên, vô cao lên. Này, nè, kính thưa quý vị là Trâm là người đầu tiên được khám phá phòng của vợ với sự đồng ý của anh Đạt và vợ mình. Đó. Wow. Trời ơi. Lướt lướt nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, phòng bự quá. Buổi chiều có thể đi ra đây relax được luôn. Chờ trong xíu. Wow. Vợ ơi là vợ. Đây là cái tủ mà rất là nhiều cô gái mơ ước đó quý vị. Đây. Wow, đây là gọi là cái tủ túi hiệu của vợ mình đó quý vị. Có bao nhiêu đâu cũng bằng người ta thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ê. Ô, đang tiếp tục luôn, đang lên.
cặp luôn nha. Đó, đó. Cũng như người ta cứ khen hoài. Đâu mà hai vợ chồng mình trời ơi. Nặng không? Trời ơi, thích cái này lắm luôn á. Thích quá luôn mà không có ai mua cho hết trơn á. Trời. Sau cái video clip này sẽ có người mua cho. Nói chung là Trâm với Băng là phải nói là rất là thân với nhau. Mà sau khi mà chị Băng lấy chồng rồi có bớt thân lại quý vị. Tại vì Băng phải chồng rồi con cái này kia nữa. Thì đây là cũng là một cái dịp mà để mình tới mình thăm coi thử là một người vợ yêu quý của mình. Mà rất là nhiều khán giả đang thắc mắc tại sao xưng hô vợ chồng. Tại vì lúc trước là Trâm với Băng là ở chung với nhau. À, mà tính Trâm thì như đàn ông. Cái xong rồi cái giọng cũng như đàn ông. Giọng cũng như đàn ông. Xong rồi cứ Băng nó kêu xưng mình sao Trâm như đàn ông vậy, thôi đâu làm chồng đi. Thế là mình cứ xưng là chồng, còn đây là vợ. Và rất là ở chung với nhau rất là dễ thương, là vui. Tại vì vợ là cái người mà đã phải nói là sao ta, tự nhiên nó bị dài dòng quá nè. Tình thương mến thương. Tình thương mến thương là lúc đó là Trâm rất là khổ và khó khăn. Thì Băng là cái người mà đứng ra là hỗ trợ mình trong cái việc là ăn ở này kia. Thì ở với nhau cũng khoảng một thời gian là hơn một năm. Đó, cho nên là rất là cảm ơn Hải Băng thời gian đó đã cứu mang mình. À, một người gọi như là một người em mà Băng rất là quý và rất là ngưỡng mộ về cái nghị lực của Trâm. Ủng hộ Trâm. Cái này hung lén anh Đạt chứ anh Đạt đâu dám hung nữa đâu. Đó, còn đây là phòng ngủ của hai vợ chồng. Mình cũng thôi không dám quay nhiều nữa. Cho là ngăn nắp rõ ràng. Không, không đâu, tí nữa đi mấy đứa nhỏ là nó phá banh luôn. Wow, nhà mình mấy lầu vậy vợ? 1, 2, 1 sân thượng, 3, 2 lầu 1 sân thượng. 2 lầu 1 sân thượng. 2 lầu 1 sân thượng. Đây là tủ quần áo của hai vợ chồng này, nói chung là ở ngoài này thì là một cái view rất là ok. Dễ thương quá ha. Để chị chẹp tay, đây. Cái chỗ thích chỗ này nhất nhưng mà tại vì nó bị ánh sáng ngược quá. Thế nên là không có ở trong phòng tắm mình phải làm cái rèm. Thì cho nó không có ấy. Wow. Buổi tối tắm kéo ra là ở ngoài là cái view rất là đẹp luôn. À, đèn buổi nó tối chỉa lên hả? Buổi tối. Buổi tối chỉa đèn lên đẹp lắm. Đúng rồi. Đã ha. Nhà thì thích cây và anh Đạt thì có cái tay là trồng cây rất là tốt. Ừ. Anh Đạt cánh nhỏ với nó mà. Okay. Ủa sao cái toilet của nhà vợ xinh quá vậy? Trời lần đầu tiên đi khám phá nhà mà vô toilet luôn á trời. Không, như mọi người, nếu mà mọi người biết thì cái phong cách của phương Tây á rất là quan trọng với toilet. À. Toilet nhiều khi còn rộng hơn cả phòng ngủ luôn á. À. Toilet là một nơi để chúng ta thư giãn. À. Cái này là nhà vợ mới mua lại đúng không? Đâu đó. Đây là sửa lại thôi. Sửa lại thôi. Sửa lại thôi. Cái đây chỉ là sửa lại thôi, là đất này là đất cũ, đất này là cái nhà cũ, xong rồi bắt đầu sửa đập hết đi sửa lại. Đợt này xây lại đẹp quá. Nói chung đẹp là hơn, nó đẹp hơn rất nhiều. Đây là quý vị, đây là cái không gian để mà Hải Băng đang đi bán hàng đó. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đây mình vô tấm chắn nha. Ủa. Vô đi. Trời ơi, sơn bộ đầu tư quý vợ. Chưa đâu. Cái này cũng chủ yếu là để ngoài cái vấn đề tấm chắn ra. Bình thường thì tắm mà còn đứng không à, cái này là để cho mấy đứa nhỏ nó thích bơi á, cho bơi thôi. Đây là những sản phẩm của Hải Băng đang bán ra quý vị. Người vợ của mình giỏi lắm, cái này là mở cả một cái công ty mỹ phẩm luôn rồi, rất là giỏi. Đó, đây xương xương thôi chứ bây giờ cũng không thể nào mình quay chi tiết được. Đó, đây là một cái góc để trưng bày nước hoa của vợ mình. Còn cái này là để làm gì vợ? Đâu, ngồi ngồi canh để không ai lấy nước hoa đúng không? Giống như là bất cứ chỗ nào mọi người cũng có thể ngồi thư giãn, giống như là làm để chụp hình các thứ. Là tạo điều kiện nhiều nơi để đi. Nãy giờ vô lâu rồi mình chưa được gặp ba đứa cháu của mình nữa. Đây vừa ba đứa cháu gì? Mọi người đừng thất hồ khi mà lên phòng mấy đứa nhỏ nha, muốn nít mà đừng hoảng hốt nhá. Ở trên đây á vợ. Đây, mọi người đừng thất hồn, đừng hoảng hốt. Wow, thiết kế nguyên một cái phòng đồ chơi luôn, cái gì vậy? Wow. À, ngủ chung đây luôn hả? Đó, coi ở dưới Kyo trên, chỗ Kyo kìa. Ô, làm gì mà ô ngực đứng nhú mày vậy? Ôi. À, con có muôn kem. Kem kìa. Kem qua đây. Kem qua mẹ chăm xíu rồi kem. Ôi, ông kia, trời ông nào ông lấy lơ hết rồi. Cái nấm nhú kìa. Nắng nè, bây giờ thay đồ xuống đây nhận lì xì đầu năm chứ. Đúng rồi. Xuống lì xì nè. Đó là phòng của con của Hải Băng là sẽ được trang trí những cái họa tiết tuổi thơ. Hoặc hình.
Đây, mấy đứa nhỏ ngủ chung hết luôn hả vợ? Không, hai bạn trai ngủ ở trên này, còn em hiện tại thì đang ngủ cùng với bố mẹ ở dưới, có cái nệm riêng cho em á. Em. Trời ơi, nhìn bà Suri ghét lắm kìa. Em ơi, qua đây ôm xíu đi mà, đang nỉ luôn á. Cát ơi, bữa nay nhiêu ký rồi? Đó, cái là bông gian của mấy bé. Ô, bà đây 13 kìa. Ô, ôi, ô, hello kìa. Ô, hello mẹ Trâm kìa. Em, ăn đâu mà đem kè, cho ôm miếng đi. Nè, hello mẹ Trâm đi. Hello. Hả? Hello. Hả? Con. Đang chơi rồi, đang chơi rồi. Đó, bây giờ mấy con của Băng là đang chơi rồi, xíu hồi mình sẽ quay lại sau ha. Đi xuống dưới đi gặp anh Đạt đi chào chào kết nè. Đó, mình cắm phá sơ sơ vậy thôi chứ cô không dám cắm phá đi tiếp được. Rồi con chơi chút đi rồi mẹ lấy đồ ăn của ăn rồi mà. Đây, đây là bé Kem, con chào khán giả đi con. Con chào khán giả đi. Con chào khán giả. Con chào khán giả. À, trời ơi, giỏi quá à. Một phần nó lì xì cho bé Kem nha. Hôn hôn mẹ chăm miếng. Trời ơi. Kem là con lớn của Hải Băng, rất là dễ thương luôn, giống Băng hồi nhỏ và đặc biệt là tính giống cực kỳ luôn. Trời ơi, con cá này người ta 4 tuổi rồi đó. Hồi nãy mẹ chăm lì xì cho con nha. Ok ha. Dạ rồi. Dạ, con dạ đi. Dạ, con rồi con bye bye khán giả đi. Ờ, bye bye khán giả. Cưng quá à. Rồi. Trời ơi, bye bye khán giả. Trời ơi, livestream là bị đứng ở ngoài cứ suốt ngày. À, mọi người ơi, mọi người xin chào mọi người, hôm nay mình đi chơi nhé. Dễ thương ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bàn tiệc ở dưới. Đó thì mình thấy vợ của mình như vậy mình rất là vui và rất là hạnh phúc và ngưỡng mộ. Đến giờ lúc này mà em vẫn đang thắc mắc là tại sao cái cây này nó được trồng ở đây. Ủa, lúc nãy quên mất thông cho coi ở nhà này sẽ có 3 cây. 3 cây như vậy tất cả. 3 cây mọc trong nhà. 3 cây mọc trong nhà. Chưa tính cây khác nha. Đây 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 đưa anh camera anh đứng tấm lạnh biết chưa. Anh đang bắt đầu. Đây đây quý vị là một bữa tiệc ấm cúng của những người bạn. Ừ đúng rồi. Chỗ này là chỗ của tớ. Chỗ này là chỗ của chồng tớ. Bình thường ngồi á. Thôi tỷ bây giờ tỷ cho đây ngồi đi. Rồi em ngồi đây thì ngồi đây. Rồi em ngồi đâu? Đứng. Em đứng hả? Ủa cái gì vậy? Vậy? Ừ đó. Từ nãy giờ chứ anh camera cũng thèm bia. Được rồi. Đúng rồi chưa mọi người. Ủa cái này ăn của đây. Nhưng mà hồi nãy giờ sai lầm nhất là chăm tới nhà anh Đạt nhưng mà chưa có khám phá một cái mà thứ nhà anh Đạt không thể nào thiếu. Ê, rượu. Vậy. Tủ rượu. Bàn thờ. À đúng rồi. À đúng rồi. Hồi nãy chăm vô là chăm đã thấy rồi. Phải nói là rất là khang trang luôn. Rất là chán luôn rồi nè. Dạ. Đây. Lần đầu tiên mà mình ông thật sự luôn, lần đầu tiên em thấy là chân một cái bàn thờ mà phải nói rất là đẹp và rất là hoành tráng. Có một cái sự rất là cầu kỳ luôn. Hả? Ông bữa em cúng thần tài anh, hai đĩa nhà em nhỏ quá. Em cúng ngồi chất đồ lên che luôn đĩa. Ông đĩa không thấy đâu luôn. Đĩa không ngợp không? Ngợp, hơi ngợp. Mọi người vô người ta hỏi cho ủa sao chụp hình cúng thần tài mà sống thấy ông đĩa ông thần tài đâu chân. Tại vì nhỏ quá. Ông của em muốn đi qua này. Không, không nhận luôn á. Nhỏ xíu vậy. Đó, chưa hết là anh xây hồ bơi sưu tầm rượu nữa nha quý vị. Vậy hả? Ủa nãy giờ có lên hầm rượu ngâm chưa? Dạ chưa. Nóng quá. Lên cái đó không? Chưa lên rồi. Không lên tới đó luôn. Cái gì anh? Hầm rượu ngâm. Hầm rượu ngâm. Cái đó sẽ được trong tập 2. Một hồi em lên khám phá luôn. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái này đây để cho mọi người ăn uống cái đã. Tại mình tới đây lâu quá rồi. Còn bình thường nha, đây là cái không gian bếp để mà anh Đạt ảnh chỗ tài, ảnh làm đầu bếp đó quý vị. Thật ra mình cũng chưa ăn ảnh nấu lần nào hết. Nhưng mà mình biết là tại sao vợ ảnh khoe hoài à. Hải Băng lên Facebook suốt ngày, trời ơi chồng mình nấu cái này cho mình ăn nè này kia. Mình cũng ngấm mất, mình cũng muốn ăn thử là anh đầu bếp Thành Đạt ảnh nấu như thế nào. Nhưng mà đơn thôi, còn vậy chúng tôi ăn một lần rồi còn gì. Nhớ anh của Lầu Thái đúng không? Không, bữa nó hình như uống một chút nên ngủ sớm. Lần trước em có qua nhà của anh Đạt một lần rồi, mở bên chung cư. Lên ăn uống có chút xíu, ngủ mất tiêu, ngủ tới chiều dậy về luôn. À, rồi, thôi mọi người,
ăn đi nhập tiệc đi ha. Rồi thôi bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây nha quý vị. Một hồi nữa mình sẽ khám phá cái hầm rượu của mà anh Đạt anh đã nói rồi. Giờ cái clip nó dài quá coi nó sẽ bị ngán lắm. Lên lậu. Bye bye khán giả nè. Từ từ tắt để cho mấy chị tắt. Bye bye nè. Bye bye mọi người. Anh Đạt có muốn nói gì không anh Đạt? Được em.